cho một cháu gái là năm rồi. À, cháu mình không cần mấy bạn ơi. Xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay là cậu cháu mình đi thả diều, mang rất là nhiều diều đi. Tuy nhiên thì là chưa biết quay với nội dung gì nữa các bạn ạ. Không biết là nên thả cái diều gì nữa. Đấy, theo cô cháu thì hôm nay là với cái diều như này thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Vậy hôm nay mình mang thế nào? 1, 2, 3 và 4 cái diều các bạn nhé. Đấy, 4 cái diều. Bây giờ chúng ta làm cậu cháu mình làm video thả nhiều diều cùng một lúc đi. Ở trước làm thả 2 diều, bây giờ này thả 4 cái diều luôn. Thả 4 cái diều luôn á. À, tức là cháu mình nó có cái gọi là ý tưởng nó là sẽ thả 4 cái diều cùng một lúc các bạn nhá, tức là trên cùng một cái cuộn dây đấy. Như lần trước mình đã thả 2 diều rồi. Nếu như bạn nào mà chưa xem thì các bạn xem ở trên góc bên này nhá. Đấy, thì bây giờ thì mình sẽ thực hiện theo ý tưởng của cháu mình, đó chính là thả 4 cái diều trên cùng một chiếc dây. Ok, các bạn cùng xem của cháu mình thực hiện nhá. Các bạn nếu mà thấy nội dung thả diều này hay, các bạn nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ hai cậu cháu mình nhá. Hai cậu cháu mình bắt đầu rồi. Được rồi các bạn ơi, mình sẽ thả cái đầu tiên luôn nhá. Đấy, đây là cái diều máy bay. Mình sẽ cho lên trước. Cho nó cầm đi. Rồi, đúng lên. Không có, chưa có gió rồi. Tung lại đi. À, tung lên nào. Đây các bạn ơi, diều máy bay mình thả đầu tiên nhá. Tầm này gió nó vẫn hơi yếu các bạn ạ. Kiểu gió mưa ấy là nó không nên nó không đều. Mình sẽ tranh thủ mình nối dây cái diều thứ hai luôn các bạn nhá. Các bạn nhìn mình nhá. Đây, mình sẽ cắt dây luôn này các bạn này. Đấy các bạn, đây mình sẽ nối vào con diều dòng ban đầu đấy nhá. Rồi, còn dây thì mình sẽ cho buộc vào cái này. Mình nối được cái diều thứ hai đấy nhá. Đấy, ui ôi, nó kéo kinh quá. Từ từ á, không hề đứt tay ấy. Rồi, cái diều thứ hai đây các bạn nhá. Mình đang thả cái diều thứ hai lên luôn này. Wow, đẹp chưa. Rồi, cái diều hình con rồng ba đầu ấy là đã lên rồi. Tiếp theo mình sẽ buộc tiếp. Giờ nó lên cao rồi, chắc là khỏe đấy. À, cháu quay đây cho mình, cháu giữ dây được ạ. Quấn quanh này, quấn vào. Thế rồi. Các bạn ơi, mình buộc tiếp cái nữa nhá. Lặng lắm à? Được rồi, tranh thủ chờ một tí. Mình buộc nhanh nhé các bạn nhé, không có dây nó kéo cháu mình nó không giữ được. Từ từ á, để nguyên đấy. Ôi trời ơi, cẳng tay đấy. Nhanh. Đấy, mình buổi lối thêm một cái dây nữa vào đoạn này. Vẫn còn một cái nữa. Được rồi, các bạn ơi, mình thả tiếp con diều điêu màu xanh này, hay gọi là phượng hoàng này. Đây là ba cái lên luôn rồi. Wow, yếu đâu mà yếu, gió đang to luôn. Cầm rất là lặng. Chờ một tí nữa xong rồi mình sẽ để cho cháu mình nó cầm các bạn nhá. Vẫn cầm một con nữa. À, vẫn cầm con nữa thì tiếp nhá các bạn nhá, một con cuối. Ủa, rất là nặng luôn. Chưa. Đấy, mình phải cắt dây mình. Cái này mình phải, lần trước mình định thả rồi đây. Mình đã nối sẵn rồi đây. Ui.
Không rơi được đâu. Ba cái lên rồi là không rơi được các bạn ạ. Các bạn có thấy ý tưởng của cháu mình thả 4 diều này có thú vị không? Bạn nào mà thấy thích thì cho mình xin một bình luận ở phía dưới xem các bạn ý kiến của các bạn như nào nhé. Còn bây giờ là mình sẽ thả tiếp. Lôi cả người. Đúng rồi. Đây các bạn này, nó cực kỳ nặng luôn chứ khỏe nặng nhá. Nào, lên. Yeah. Ờ, cái con diều cuối cùng này nó bị lôi lên đấy các bạn ạ, chứ nó không bay được. Ui, lặng dã man vậy. Ui này, bỏng tay luôn các bạn ạ. Mình thề với các bạn là cái này sẽ đứt dây. Cái dây này rất dễ đứt. Ui này, cái dây này sẽ đứt các bạn nhé. Ui. Lặng cực kỳ luôn. Cầm chắc vào. Nào, cầm tay đây các bạn ơi. Nào. Nặng lắm các bạn ạ. Ấy, đứt dây luôn. Cái dây này thực sự các bạn là rất là kinh khủng nhá. Là trên nó đang bị nắc nó như thế này thì các bạn biết là nó đang gồng cái dây này rất là sau mình phải đầu tư dây to to một tí các bạn ạ. Wow. 4 diều các bạn nhá. 4 diều. Từ từ á, 4 diều các bạn ơi. Đây. Cầm chắc vào. Các bạn ơi, 4 chiếc diều đang ở trên nhá. Bình tĩnh nào. Wow. Thật là tuyệt vời. Các bạn ơi, 4 diều nhá. 1, 2, 3, 4 đang nát ở trên kia. Đúng rồi, để mình chạy ra chỗ thằng cháu mình. Cháu mình gọi là đang cầm dây rất là bỏng tay luôn. Nặng lắm các bạn ơi. Cực kỳ nặng luôn chứ mà. Nó tự xoay các bạn nhá. Đấy, nó rằng các bạn. Chắc lắm rồi. Thôi nào bạn, đưa cậu cầm ra nào. Từ ra. Ui dồi ôi. Ui. Ra đây nào. Tay vô đổ hết rồi. À các bạn ơi. Đấy, mình lấy thêm tí nữa. Cái này nó mà rơi là mất tích luôn rồi. Đã đấy nhỉ. Wow, bạn ơi, một cái diều máy bay ở trên cùng nó đang gồng nó đang gồng cả ba cái ở dưới nhá. Kéo rất là kinh luôn. Bây giờ mình đang suy nghĩ là không biết là có lên thả ra một phát không, tại vì thả ra bây giờ là nó dễ bay ra núi kia lắm. Hôm nay gió nó tạt chiều khác rồi. Ôi, đẹp thế. Mình sẽ thả dây thêm tí nữa các bạn ạ. Nhưng mà mình rất sợ bị đứt dây. Ôi này, gồng rất là khó luôn. Cái này mới tí được kéo kiểu gì đây. Có vẻ mới mệt cậu ạ. À. Các bạn ơi, 4 diều đang ở trên kia các bạn nhé. Thật sự là nếu như mà để mà cầm hôm nay cầm diều thì bạn nào mà thử thả xem, cầm phê cực kỳ luôn. Lặng chịu tay luôn mà chỉ sợ đứt dây thôi. Đấy, dây cái này nó dã man được. Này, căng. Này. Ui giời. Đến nhá. Mình sẽ cho thử một cái. Mình sẽ buộc thử một cái lá. Chà, cháu mình hôm nay gọi là cầm diều phê các bạn ạ. Phê lắm các bạn ơi. Lặng cầm rất đầm tay. Cầm đâu. Đây, để mình đang cho cái sợi dây lá vào đây xem nào, xem nó lên được không nào. Cái lá này không được. Cái này lại sẽ cắt dây luôn đấy. Rồi, để cho cái này theo gió có lên các bạn nhá. Không lên các bạn ạ. Đây hơi bị lực lắng một tí. Đẹp đấy. Cái gì vậy? 4 quả. 1, 2, 3, 4. Quá là đẹp luôn. Cái này mà thả 10 diều thì giữ kiểu gì các bạn nhỉ? Dây phải dây to lắm mới kéo được. Ngang với cả thả diều diều sáo. Wow. Đấy các bạn ơi, mình đang sang một cái góc quay mới. Xếp hàng 1, 2, 3, 4 cái diều từ ở trên xuống. Như này sẽ không bao giờ rơi được các bạn nhá. Cái diều ở trên cao nó đứng nó kéo hết cả ba cái diều ở dưới rồi. Nên là không bao giờ rơi được xuống dưới đâu các bạn ạ. Cực kỳ đẹp các bạn ạ.
cháu mình thì đang giữ cái diều, không biết là có giữ nổi hay không nữa cơ. Wow, rất rất may là có một tí nắng nữa các bạn nhé, nên là à, cháu mình không cầm đấy các bạn ơi. Ê, 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 ê. Ui. Ui. Các bạn ơi, này tay mình phải không này, gió nó to nó dữ kinh thật đấy, quá dã man luôn. Ui, cái này mà thả thêm khoảng 2-3 cái diều nữa thì không biết là giữ được không các bạn ạ. Chứ tay của cháu mình thì không được rồi. Ui, cái diều kia bị bắt, cái diều cuối cùng này nó bị bắt một cái đuôi này. Cái hai nó còn mỗi hai cái đuôi ở giữa này, còn hai đuôi ở cuối nó bị treo rồi. Mình sẽ thả thêm các bạn nhé. Này các bạn ơi, mình sẽ thả thêm đi, không biết là tí nữa mà kéo diều xuống thì kéo kiểu gì đây. Nó lặng như thế này. Ôi trời, xa chưa? Thật sự các bạn là cầm 4 con diều này bằng cái cuộn dây này rất chỉ là mong manh, và mình rất sợ nó đứt các bạn nhé. Đấy, nó đang bay ở trên kia mà nó không phải nó bay nguyên đâu, có một cái nó bị lắc đấy kìa. Đấy, nó lắc ngang, nó kéo dây càng mạnh các bạn ạ. Công nhận là chỉ có con diều máy bay ở trên cùng ấy là nó kéo cả tem luôn đấy. Con đấy cực kỳ ổn luôn, nó không có một tí độ lắc vào luôn. Mặc dù mình thả dây khá là dài rồi. Đây mình vẫn dây mình vẫn đang thả các bạn. Đấy các bạn nhìn diều kìa. Đấy không? Không thể nào rơi được nhá. Cái diều máy bay ở trên nó cõng hết rồi. Mấy cái ở dưới không lên được thì nó vẫn lên. Cái ở trên nó kéo hết ba cái dưới cùng. Quá đẹp luôn các bạn ạ. Các bạn nào có ý tưởng diều, các bạn mà có ý tưởng thả diều như thế nào nữa thì các bạn bình luận ở phía dưới các bạn nhé. Đấy, hôm nay cái ý tưởng của cháu mình nghe rất hợp lý này. Lần trước là hai của cháu mình mới thả được có 2 diều thôi. Thả 2 diều ấy thì thực sự là nó nhẹ như không ấy, bình thường lắm. Hôm nay thả 4 diều mới cảm giác là thấy nó khác bọt. Sau mình có thêm những cái diều khác nữa dạng như này ấy, thì mình sẽ thả thêm các bạn nhé, thành 5 diều, 6 diều nữa xem cảm giác như nào. Nhưng mà tuy nhiên thì chắc chắn là mình sẽ phải mua dây mới rồi. Cái dây này bé không cõng đâu. Dây bé này nó chỉ chắc phải giữ được 4 cái diều này thôi, chứ lên nữa là không lên được. Đứt dây ngay. Mình sẽ cầm dây mình nuôi diều về phía của mình, xem nó có bị đứt dây không. Đây mình đang nuôi đây. Nuôi như này là đứt dây thế nào không biết đâu. Đấy. Bạn thấy chưa? Thôi được rồi, về đây chạy đi về đây. Bây giờ cậu cháu mình sẽ thực hiện cái khâu, đó là cái khâu thu dây diều, thử xem cảm giác nó như thế nào các bạn nhé. À, các bạn chờ mình một chút. Bây giờ mình sẽ phải kéo dây để cho cháu mình quấn dây các bạn nhé. Mỗi một lần quấn dây ấy, thì mình phải dùng ngón tay để giữ dây diều của em này. Đấy, nó rất là lặng các bạn ạ. Đấy, từ ạ. Hôm nay sẽ để cháu mình quấn dây. Ui dồi ôi, quấn đi. À, cái này ngang nó tập tạ các bạn ạ. Mình thì diều rồi các bạn ạ, chỉ việc quấn rồi. Thôi, cháu mình chỉ việc quấn thôi các bạn. Bao nhiêu gọi là cái mệt thì mình sẽ làm hết. Ui dồi ôi. Thật sự là hôm nay kéo cái dây này phê. Nếu như hôm nay mà có dùng cái tay ý rồi, hôm nay mà có dùng cái tay thả diều ấy, chắc là không kéo được các bạn ạ. Tại vì nó quá là nặng. Vẫn phải có một người gồng dây như thế này. Các bạn ơi, bây giờ hai cậu cháu mình sẽ thu diều để đi về thôi các bạn nhá. Đấy, hôm nay thực sự là một cái trải nghiệm cầm diều, thả diều rất là thú vị và rất là mỏi các bạn ạ. Nó kéo tay rất là oải luôn. Đấy, bây giờ hai cậu cháu mình sẽ thu diều các bạn nhá. Kéo vào tầm này không khéo là bị đứt tay các bạn nhá. Không cái này không đùa, cầm chắc tay vào. Chẳng may mà cậu có tụt tay phát thì nó còn đỡ. Các bạn ơi, hai cậu cháu mình đã thả được, thu được 4 cái diều xuống rồi nhá. Thật sự là rất là vất vả. Bây giờ trời đã tối rồi, hai cậu cháu mình xin phép phải dừng video và về đây. Rất mong được các bạn ủng hộ bằng những nút like và đăng ký kênh để ủng hộ hai cậu cháu mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt. Bye bye.